Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cháy kinh hoàng thiêu rụi một xưởng gỗ thành phẩm ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Phản ánh của khán giả Quỳnh Như có số 0914 3 số cuối 637. Thời điểm Tết cận kề cũng là thời điểm nóng với cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Với việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt của các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý. Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, sân chơi dành cho thanh thiếu niên nhi đồng 2019 cùng các giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn để người đi đường tránh ùn tắc giao thông. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số 0939 và số cuối 052. Du khách nườm nượp kéo đến Đà Lạt ngắm hoa mai anh đào nở rộ đúng những ngày đầu năm mới. Chia sẻ của khán giả Đặng Khánh Chi có số 0966 và số cuối 258. Gặp gỡ người gắn bó với nghề nặn tò he để gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ở Khánh Hòa qua chia sẻ của khán giả Trần Nghi có số 0984 3 số cuối 914. Thưa quý vị, trưa mùng 7 tháng 1 tại công ty sản xuất gỗ Lâm Dương thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Theo phản ánh của khán giả Quỳnh Như có số 0914 3 số cuối 937 thì ngọn lửa bùng phát ở kho thành phẩm công ty sản xuất gỗ này rồi nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và cháy lan sang công ty gỗ bên cạnh. Vào khoảng 12 giờ trưa, thời điểm này các công nhân chuẩn bị nghỉ trưa thì phát hiện tại khu vực nhà xưởng sản xuất gỗ thành phẩm của công ty có nhiều tiếng nổ lớn cùng với nhiều lửa và khói. Lực lượng chữa cháy của công ty và công nhân đã chi hô và tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn và khu nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu gỗ dễ cháy, nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh phối hợp với công an thị xã Tân Uyên và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Dầu Một nhanh chóng có mặt cùng 20 xe chữa cháy đến thực hiện công tác chữa cháy. Do ngọn lửa quá lớn nên đã cháy lan sang một công ty sản xuất gỗ khác ở gần đó. Để chống cháy lan, một số công ty kế bên cũng huy động công nhân di dời nhiều tài sản, hàng trăm thùng sơn dễ cháy đến nơi an toàn. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực khống chế ngọn lửa, không để đám cháy lan rộng. Qua nhiều ngày theo dõi, vào lúc 10 giờ ngày 7 tháng 1, đội cảnh sát hình sự công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã mật phục triệt xóa một tụ điểm đá gà tại tổ 5, ấp Tấn Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ một con gà đá đang mang cựa sắt, 9 xe máy, 10 điện thoại di động các loại, một số tang vật khác có liên quan, số tiền gần 100 triệu đồng. Điểm đá gà do hai đối tượng là Mung và Danh, người địa phương đứng ra tổ chức để thu lợi bất chính. Được biết, nơi đây có địa hình khá phức tạp, nằm trong một khu đất trống cách xa trục lộ liên xã khoảng hơn 300 mét, xung quanh là vườn xoài, các hướng vào rất khó khăn, có người cảnh giới. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, triệt xóa thành công điểm đá gà này, đem lại bình yên cho người dân. Hiện các đối tượng trên đã được đưa về trụ sở công an huyện Chợ Mới để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những ngày vừa qua, các lực lượng chức năng địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc, chủ yếu là vi phạm trên lĩnh vực buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, hàng tiêu dùng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm quá hạn sử dụng. Với việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt của các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý. Phản ánh của khán giả Nhật Linh có số 0919, 3 số cuối 199. Theo phản ánh, nhóm hàng trọng điểm được lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý nghiêm dịp này bao gồm ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, động vật hoang dã, thực phẩm, bia rượu, nước giải khát, thuốc lá lậu và xăng dầu.
song song với việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể phối hợp và chặt chẽ. Dịp cao điểm cận Tết này, các lực lượng chống buôn lậu được tăng cường về các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu và hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh tại các khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà của cửa khẩu, khu vực cảng biển và các khu vực khác thuộc địa bàn hoạt động. Với cuộc chiến chống buôn lậu, ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh luôn chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý. Một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm tỷ lệ các vụ việc vi phạm là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cả bề rộng và chiều sâu về mối nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ với hoạt động này. Những bãi rác lớn xuất hiện nhan nhản ngay hai bên đoạn đường đèo với đủ mọi loại rác như là rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp độc hại được đổ bỏ chồng chất tràn lan. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Dù Gì thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù đã có nhiều phản ánh, song đến nay tình trạng ô nhiễm rác vẫn chưa được khắc phục triệt để. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội có số 0904, 3 số cuối 914. Những bãi rác lớn xuất hiện nhan nhản ngay hai bên đường, đoạn đèo với đủ mọi loại rác. Ngoài rác thải sinh hoạt, còn có cả rác thải công nghiệp độc hại được đổ bỏ, chồng chất tràn lan tại đây. Đáng nói, nhiều đống rác ăn lan cả xuống làn đường dành cho xe hai bánh đã khiến người đi xe máy phải chạy vào làn đường dành cho ô tô. Vô hình chung, rác chất cao ngút đã biến cả ngọn đèo Rù Rì chẳng khác nào một bãi rác lộ thiên, gây phản cảm cho người dân và du khách khi lưu thông trên quốc lộ 1A. Được biết, do ngọn đèo rất vắng vẻ nên thường xuyên bị các đối tượng ra đây đổ rác thải trộm vào ban đêm. Nhiều trường hợp còn ngang nhiên đổ cả vào ban ngày mà không hề bị truy cấm. Rõ ràng, hành vi đổ rác tùy tiện bừa bãi gây ô nhiễm môi trường như thế này cần được ngành chức năng địa phương sớm chấn chỉnh, ngăn chặn cũng như có biện pháp xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, cũng nên thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện nhằm trả lại hình ảnh đẹp cho ngọn đèo Rù Rì. Với những tiện ích hữu dụng, hệ thống giao thông thông minh đoạt giải đặc biệt trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng 2019 là giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn để người đi đường tránh ùn tắc, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát giao thông ở các thành phố lớn phân luồng giải quyết sự cố. Cùng tìm hiểu về sáng chế hữu ích này của các em nhỏ qua đoạn clip do khán giả Bảo Phúc có số 0939 và số cuối 052 cung cấp đến chương trình. Với sản phẩm hệ thống giao thông thông minh được xem là công cụ ứng dụng thực tiễn có nhiều chức năng hữu ích hỗ trợ cảnh sát nhanh chóng điều tiết giao thông hay chỉ dẫn người dân không đi vào các đoạn đường bị ùn tắc. Một phút nó sẽ cập nhật một lần về dữ liệu. Thì khi mà có ùn tắc giao thông hoặc là tai nạn giao thông thì nó sẽ gửi thông báo cho người cảnh sát bằng một cái tiếng đặc biệt, giúp cho người cảnh sát chú ý và đến đó để giải quyết kịp thời. Ứng dụng được viết trên máy tính để hỗ trợ người cảnh sát và ứng dụng được viết trên điện thoại để hỗ trợ người dùng sẽ chủ động lấy thông tin từ cái máy bay này về để mà thông báo cho người dùng cũng như là người cảnh sát khi mà tại đoạn đường đó có xảy ra ùn tắc giao thông. Hệ thống hoạt động nhờ vào thiết bị ghi hình được thiết lập trên các đoạn đường chính trong nội đô các thành phố lớn. Khi có sự cố tai nạn hoặc ùn tắc xảy ra trên các tuyến giao thông,
Hình ảnh được gửi về hệ thống trung tâm, sử dụng thư viện OpenCV và công nghệ hiện đại Machine Learning, rồi đưa kết quả phân tích lên hệ thống trung gian Firebase, nơi dữ liệu của Google. Qua tìm hiểu được biết tính sáng tạo của hệ thống giao thông thông minh là áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, thời gian thực, chặt chẽ, giao diện thể hiện nhiều thông tin chi tiết. Trên hệ điều hành Android của điện thoại thông minh, người dùng còn nhận biết thêm về tổng lưu lượng xe và biểu đồ cập nhật thông tin cũng hiển thị nhanh chóng, để người điều khiển phương tiện giao thông có cách di chuyển nơi khác nhanh hơn. Người sử dụng điện thoại bị hạn chế bởi luật giao thông nên để người dùng dễ dàng ứng dụng công cụ. Nhật Duy và Thanh Dương thiết lập thêm chi tiết báo hiệu để khi xe ô tô hoặc xe máy đến gần bán kính nơi xảy ra ùn tắc, thì người sử dụng ứng dụng sẽ nhận ngay tín hiệu từ điện thoại. Lúc này, người điều khiển phương tiện giao thông tìm nơi an toàn nhất để nghe thêm chỉ dẫn và chọn hướng đi sao cho phù hợp. Thưa quý vị, Đà Lạt những ngày này đang rộn ràng không khí Tết. Phố phường Đà Lạt đang vào xuân, rực hồng sắc mai anh đào và tấp nập du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Theo chia sẻ của khán giả Đặng Khánh Chi, có số 0966 bao số cuối 258, năm nay đúng 10 năm, mai anh đào của mảnh đất cao nguyên này mới lại nở đúng vào dịp đầu năm mới. Khắp các con phố ở Đà Lạt, Lâm Đồng, đầu đầu cũng rực rỡ sắc màu của mai anh đào. Đặc biệt, sắc hoa anh đào năm nay thắm hơn, tươi hơn và rực rỡ hơn nhiều so với những năm trước. Người dân, du khách dần dần đổ về phố núi Đà Lạt để chiêm ngưỡng, làm dáng, chụp hình lưu niệm. Theo người dân Đà Lạt, lần đầu tiên sau 10 năm, mai anh đào mới bung hoa đúng dịp Tết Dương lịch. Có năm thì hoa nở trước Tết Nguyên đán, có năm thì đúng Tết Nguyên đán, nhưng cũng có năm ra riêng loài hoa này mới bung hoa. Từ sáng sớm đến giữa trưa, ngay cả lúc mặt trời đã khuất núi, lúc nào dưới tán cây mai anh đào cũng có người say đắm ngắm hoa, cả phố núi tưng bừng sắc xuân. Thưa quý vị, có dịp đến những làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang trong những ngày này, chắc hẳn ai nấy đều cảm nhận không khí lao động tất bật. Bởi đây là thời điểm các cơ sở đang tăng tốc sản xuất mặt hàng phục vụ người tiêu dùng dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, được xem là mùa làm ăn chính trong năm. Và sau đây là ghi nhận của khán giả Huyền My có số 0956 3 số cuối 663 tại một số làng nghề huyện Phú Tân của An Giang. Những ngày này, không khí ở làng nghề bó chổi bông sậy ở xứ Cồn Nhỏ thuộc xã Phú Bình, huyện Phú Tân trở nên tất bật và rộn rã hơn bao giờ hết. Hơn 300 hộ của làng nghề đang hăng say lao động, ngày đêm phục vụ cho mùa Tết đang đến gần. Bây giờ khó vậy, không. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, bà Huỳnh Thị Út, chủ cơ sở sản xuất làng nghề chổi bông sậy Cồn Nhỏ, xã Phú Bình cho biết. Công việc này diễn ra quanh năm, tuy nhiên vào những mùa giáp Tết, nhu cầu sử dụng chổi để dọn dẹp trang hoàng nhà cửa đón Tết của bà con nhiều hơn, nên cường độ làm việc cũng tăng để kịp giao hàng cho thương lái khắp các tỉnh và cả nước ngoài Campuchia. Tại vì như tháng Tết và mấy ông kêu tôi là giao xe thì chưa có được 2 ngày sau là đặt lên xe khác nữa. Thì thường thường bình quân thì tôi giao một xe cắn mũ 300 thì bạn hàng lấy 100 này. Mà tới cái tháng Tết là tôi không có phục vụ giao 100 được. Vài chục cây thôi, còn như là giao cắn mũ không. Chỉ có cái cắn mũ là mới phục vụ cho bạn hàng đủ. Nguyên liệu bông sậy ngày một khan hiếm dần, nên để chuẩn bị nguồn cung nguyên liệu cho vụ sản xuất Tết, hầu hết các chủ cơ sở nơi đây phải mua thêm bông cỏ từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Lào. Cán chổi chất liệu trúc, tre truyền thống được thay bằng nhựa, giúp việc sản xuất nhanh chóng và chất lượng. Năm nay giá nguyên liệu tăng nên giá thành sản phẩm làm ra cũng tăng nhẹ đôi chút, dao động từ 20 đến 25.000 đồng một cây. Càng gần Tết, nhu cầu thị trường càng nhiều nên sản phẩm làm ra bao nhiêu, bán được hết bấy nhiêu. Cùng với đó, nghề bó chổi có nhiều công đoạn, từ người lớn đến trẻ em đều có thể làm được, giúp các lao động tại địa phương có thêm thu nhập,
mua sắm Tết cho gia đình. Phú Tân còn phải kể đến làng nghề làm bánh phồng Phú Mỹ nức tiếng gần xa. Món bánh bình dị dân dã nhưng được đại đa số mọi người yêu thích là món bánh truyền thống từ lâu đời vào mỗi dịp Tết. Vì vậy, bà con làng nghề cũng đang khẩn trương bước vào vụ sản xuất chính trong năm với số lượng tăng gấp đôi, có khi gấp 3 so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu cho thị trường Tết. Chị dẹp đắng cái gì hả? Bánh phồng Phú Mỹ có nhiều loại, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau như bánh phồng sữa, mè, bánh phồng trắng. Nhờ những bí quyết của làng nghề truyền thống, thương hiệu bánh phồng Phú Mỹ đã được người tiêu dùng biết đến và tin dùng, không chỉ được bán trong tỉnh, mà cả khách hàng ở các tỉnh lân cận cũng đến đặt mua. Sản phẩm của các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Phú Tân không chỉ đơn thuần là những mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống, mang thêm hương xuân, vị Tết đến với mọi nhà. Tò he là món đồ chơi dân gian độc đáo của trẻ em có từ rất lâu đời ở khắp miền quê Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội thì trò chơi này không còn phổ biến và bây giờ thì cũng không còn nhiều người nặn tò he. Thế nhưng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một người gắn bó với nghề nặn tò he để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là nghệ nhân Nguyễn Yến, tên thật là Nguyễn Văn Yến, 61 tuổi. Cùng đến với những hình ảnh hết sức thú vị, đáng mến qua chia sẻ của khán giả Trần Nghi, có số 0984, 3 số cuối 914. Được ba mình dạy cách nặn tò he từ khi lên 10 tuổi và những tháng ngày theo ba rong ruổi ở khắp nơi để bán, ông Yến đã có thêm niềm đam mê đặc biệt với cái nghề này. Sau khoảng thời gian vật lộn với cuộc sống mưu sinh, đến năm 50 tuổi, nhận thấy nghề nặn tò he không còn ai dám làm và muốn giữ cái nghề mà cha ông để lại, nên ông đã quyết định tái nghề. Ra là cái thị trường mà khách du lịch tới đông nhất, mà giờ là không có chỗ mà để mình phô diễn cái nghề lễ hội truyền thống của dân gian, mà cái này là nó là dạng thuộc món ăn tinh thần của khách du lịch. Cái khó khăn thứ hai là bây giờ mà muốn truyền nghề cho các con cháu sau này nắm bắt để mà còn tồn tại cái di sản của Việt Nam mình này, lễ hội văn hóa nó truyền thống. Mà bây giờ hiện tại giờ không có ai để mình nói tiếp cái vấn đề này, cho nên cũng rất tiếc. Chứ giờ mình muốn để cho con cháu sau này nó biết được là những cái trò chơi dân gian ông bà ta để lại đó, mà bây giờ nó không còn ai để mà truyền nói tiếp, cho nên mình thấy nó sẽ mai một đi. Không chỉ thực hiện những hình thù cơ bản như 12 con giáp, chim két, gấu bông hồng, mà ông còn làm nhiều yêu cầu của khách hàng và đặc biệt là những nhân vật mà trẻ em vô cùng yêu thích như Doraemon, người tuyết, siêu nhân hay xì chum. Hơn 10 năm qua, đôi tay của ông đã quá quen với các động tác nhào nặn ra những con vật đáng yêu và đầy sắc màu làm từ bột gạo này. Qua đôi bàn tay khéo léo của ông, những hình thù ngộ nghĩnh hiện ra trong sự chờ đợi và ngỡ ngàng của những đứa trẻ. Tò he là một cái nghệ thuật truyền thống ngày xưa của ông cha mình để lại. Cái thời đó là ai cũng thấy tò he, ai cũng hiểu đó là tò he. Họ chơi rất dễ thương, nó thân thiện là môi trường. Còn bây giờ tò he giờ thì là biết mới lớn nó chín biến đó. Bây giờ mà mình muốn giữ lại cái truyền thống này để cho con cháu sau này nó còn nắm bắt được là cái nghề của ông cha mình ngày xưa nó chơi tế nó gần với thiên nhiên, cho nên là cái này là muốn giữ lại lắm. Một món đồ chơi gắn với ký ức tuổi thơ,
Song đến nay nghề tò he đáng buồn là chẳng còn ai dám nghĩ tới. Hiếm lắm mới thấy xuất hiện một góc tò he như của ông Yến như thế này. Không chỉ là một thứ đồ chơi dân gian mang đậm hồn dân tộc, những con tò he từ lâu được xem như những tác phẩm nghệ thuật và có sức hấp dẫn đặc biệt với mọi người. Vì vậy, cần có biện pháp tích cực để bảo tồn và lưu giữ, để tò he luôn là nét đẹp văn hóa dân gian của dân tộc. Đã có những lúc tưởng như tò he không còn đất sống, nhưng ở đây, len lỏi giữa những con phố trên vùng đất Nam Trung Bộ, tò he vẫn hiện diện. Người nặn tò he thỏa sức với niềm đam mê. Tuy nhiên, theo ông Yến, nghề này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là biểu diễn ở khu du lịch, khách sạn, trường học trong các chương trình, chứ không có chỗ bán bên ngoài. Và hầu như không có người để truyền lại vì nghề này thu nhập bấp bênh. Không ai biết chính xác tò he có từ bao giờ, chỉ biết rằng đây là món đồ chơi dân gian độc đáo của trẻ em, luôn là một nét đẹp văn hóa truyền thống cần được bảo tồn. Phần cuối chương trình, mời quý vị điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Trưa ngày 7 tháng 1, tại công ty sản xuất gỗ Lâm Dương thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Ngọn lửa bùng phát ở kho thành phẩm công ty sản xuất gỗ rồi nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và cháy lan sang công ty gỗ bên cạnh. Phản ánh của khán giả Quỳnh Như, số điện thoại 0914 3 số cuối 637. Trong những ngày vừa qua, các lực lượng chức năng ở các địa phương tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ việc, chủ yếu là các vi phạm trên các lĩnh vực buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, hàng tiêu dùng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm quá hạn sử dụng. Theo phản ánh, nhóm hàng trọng điểm được lực lượng chức năng tập trung phát hiện xử lý dịp này bao gồm ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, động vật hoang dã, thực phẩm, bia rượu, nước giải khát, thuốc lá lậu hay xăng dầu. Với việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý. Phản ánh của khán giả Nhật Linh, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Những bãi rác lớn xuất hiện nhan nhản ngay hen bên đường đèo với đủ mọi loại rác như rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp độc hại được đổ bỏ chồng chất tràn lan tại đây. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Rụt Rì thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù đã có rất nhiều phản ánh, song đến nay tình trạng ô nhiễm rác thải vẫn chưa được khắc phục triệt để. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 và số cuối 914. Với những tiện ích hữu dụng, hệ thống giao thông thông minh đã đặt giải đặc biệt trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng 2019, là giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn để người đi đường tránh ùn tắc giao thông, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao thông ở các thành phố lớn phân luồng giải quyết nhanh sự cố. Đây là sản phẩm của hai học sinh Trần Nguyễn Nhật Duy và Trần Thanh Dương, trường Trung học phổ thông Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng thực tiễn cao. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc, số điện thoại 0939 3 số cuối 052. Đà Lạt vào những ngày này đang rộn ràng không khí Tết. Phố phường Đà Lạt đang vào xuân, rực hồng sắc mai anh đào và tấp nập du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Đúng 10 năm, mai anh đào của mảnh đất cao nguyên này mới lại nở đúng vào dịp đầu xuân năm mới. Chia sẻ của khán giả Đặng Khánh Trì, số điện thoại 0966 3 số cuối 258. Có dịp để đến những làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh trong những ngày này, chắc hẳn ai cũng cảm thấy được không khí lao động rất tất bật. Bởi đây là thời điểm các cơ sở đang tăng tốc sản xuất các mặt hàng phục vụ người tiêu dùng vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Đây được xem là mùa làm ăn chính trong năm. Ghi nhận của khán giả Huyền My, số điện thoại 0956 3 số cuối 663 tại một số làng nghề ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Chương trình Góc nhìn khán giả hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.